Chào mừng các bạn đến với kênh Đồng hồ Văn Nghĩa, nơi chuyên cung cấp tất các loại đồng hồ treo tường, để bàn, đồng hồ tủ, đồng hồ tượng của các thương hiệu nổi tiếng như Odo, Junghan, Verdet, Zabi, Gustav Becker, v.v. Với kinh nghiệm hơn 20 năm, chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa, lau dầu vệ sinh chuyên nghiệp cho các cỗ máy thời gian sửa chữa nhanh chóng, có thể lấy liền trong ngày. Nếu các bạn có nhu cầu tìm kiếm những chiếc đồng hồ cổ cao cấp, xin mời đến Đồng hồ Văn Nghĩa để được tư vấn và lựa chọn những chiếc đồng hồ đẹp và ưng ý nhất. Chào các bạn, hôm nay Văn Nghĩa sẽ giới thiệu các bạn chiếc đồng hồ vai bò mang thương hiệu Linden, nhập nguyên chiếc từ nước Đức, 8 câu 8 búa, đánh 3 bài nhạc. Chiếc thùng ngực chạm một thanh đồng ở giữa, mặt số tròn, kính mo lòi, đây là số vẽ, mặt số còn rất là đẹp, mặt số phản quang, có thương hiệu Linden ở giữa, có dòng chữ Made in Germany ở dưới số 6. Phía bên tay phải là cần chuyển bài và chế độ ngắt vào buổi tối, chế độ silent. Sau đây mời các bạn nghe video âm thanh của chiếc này. Đầu tiên là bài Whittington. Tiếp theo bài ST Michael. Cuối cùng là bài Westminster. Video âm thanh đồng hồ vai bò thương hiệu Linden, 8 công 8 búa đến 3 bài nhạc. Chiếc này cho âm thanh rất là lớn và ngân vang.
Nếu các bạn cần thêm hình ảnh và thông tin chi tiết về chiếc này, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 995 344 để biết thêm chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.